Xin chào anh em Hôm nay sẽ hay sẽ mở đầu bản tin Bằng bộ đôi SUV ăn chơi Mercedes Maybach GLS 600 Hạng sàng siêu cấp dành riêng cho các đại gia Một cặp hai chiếc xe gầm cao đầu bảng Của nhà Mercedes này Vừa được một đơn vị nhập khẩu tư nhân ở Hà Nội Tung ảnh khui công Và hứa hẹn sẽ sớm về làm giàu đất Bắc Trong số hai chiếc xe Các option theo sở thích của chủ nhân là rất khác biệt Ngay từ màu sơn Ngoại thất chúng đã đối lập nhau khi một chiếc GLS 600 mang hai tông màu, phía trên màu xám, phía dưới màu trắng, vốn là đặc trưng của những chiếc Maybach hạng siêu sang. Còn chiếc GLS 600 còn lại thì khoác lên mình vẻ ngoài sang trọng với bộ cánh màu đen nâu ít tương phản hơn. Điểm chung hiếm hoi của cặp đôi ăn chơi này là bộ mâm đa chấu kích thước lên tới 21 inch. Bên cạnh đó, cả hai chiếc xe đều được gắn logo sao ba cánh kiêu hãnh nằm ở bên trên nắp capo tương tự các thương hiệu xe siêu sang Anh Quốc như Bentley hay Rolls Royce. Đặc biệt, trụ B của xe cũng đã được ốp chrome sáng bóng nhằm phân biệt thương hiệu Maybach siêu sang với những chiếc GLS thông thường của Mercedes. Là một chiếc SUV full size nên chắc chắn khi lăn bánh trên đường, Mercedes Maybach GLS 600 sẽ rất dễ để anh em nhận ra với kích thước chiều dài lên tới 5.204mm, chiều rộng đạt 2.156mm. Ngay cả chiều dài trục cơ sở của xe cũng lên tới 3.134mm Hứa hẹn đem lại không gian vô cùng khoáng đạt cho những ông bà chủ ngồi ở phía bên trong Nhắc đến bên trong, khoang nội thất của GLS 600 nhà mây Được thiết kế chỉ với 4 chỗ ngồi Nhằm đảm bảo sự thoải mái nhất có thể cho các hành khách Đặc biệt là hai chiếc ghế sau được ngăn cách bởi cụm điều khiển trung tâm Tích hợp các điều chỉnh cho chức năng sửa, thông gió và massage ghế Bảng điều khiển cũng chứa một bàn gấp để biến khoang sau xe thành một văn phòng di động. Mercedes Maybach GLS thậm chí còn có cả ngăn làm lạnh và làm nóng đồ uống, khay đựng cốc cũng như bộ sạc không dây cho điện thoại thông minh ở phía trước và phía sau. Những điểm nổi bật khác bao gồm máy tính bảng 7 inch, hệ thống điều hòa nhiệt độ bốn vùng, kệ đựng đồ bằng gỗ, ngăn cách khoang nội thất với khoang hành lý rộng rãi lót trần bằng da Nappa, hệ thống tạo hương thơm Air Balance và một ngăn lạnh tùy chọn để tạo bọt. Đó là còn chưa kể tới những trang bị truyền thống siêu sang khác của Mercedes như hệ thống âm thanh vòm Burmester 3D và hai màn hình 12,3 inch. Ưu tiên hàng đầu của mọi chiếc Maybach tất nhiên vẫn là sự thoải mái. Do vậy, Mercedes Maybach GLS cũng được trang bị hệ thống treo E-Active Body Control với khả năng quét mặt đường phía trước để chủ động chống lại các va chạm và điều chỉnh giảm xóc để có một chuyến đi cực kỳ êm ái. Xe có chương trình lái Maybach Dynamic Select tập trung vào sự thoải mái của hành khách phía sau bằng cách giảm thiểu độ lăn sóc của thân xe. Về chuyển động, trong khi những chiếc Maybach khác thường được đi kèm với động cơ V12 thì Maybach GLS 600 lại sử dụng động cơ tăng áp kép V8 dung tích 4.0 lít giúp sản sinh công suất lên tới 550 mã lực và mô men xoắn cực đại 729 Nm đi kèm. Động cơ còn được hỗ trợ thêm bởi bộ khởi động điện Equibus, bổ sung thêm 21 mã lực và 249 Nm khi cần thiết. Maybach GLS 600 có thể tăng tốc từ 0 lên 96 km h chỉ trong 4,8 giây. Tiếp theo, xin mời anh em tiếp tục với một thông tin trong nước rất hot. Đó là các đại lý trên toàn quốc đã bắt đầu nhận cọc mẫu bán tải Mazda BT50 2021 với giá dự kiến từ 659 triệu đồng và hẹn giao xe trong tháng 7 sắp tới. Như vậy là sau khi ra mắt Thái Lan và Malaysia thì ngày về nước của mẫu pickup Nhật Bản này chắc chắn đã rất gần. Theo thông tin từ các đại lý, BT50 phiên bản 2021 sẽ được bán ra với 4 phiên bản lần lượt là 4x2MT giá 659 triệu đồng, 4x2AT giá 709 triệu đồng, 4 nhân 2 AT Luxury với giá 789 triệu đồng và cuối cùng cao cấp nhất là 4 x 4 AT Premium với giá 849 triệu đồng. Xe sở hữu diện mạo bắt mắt hơn với các nan chrome sáng bóng kẻ ngang lưới tàn nhiệt hao hao như thiết kế của Mazda CX-3 và CX-8 chứ không giống với phong cách mặt ca lăng của những người anh em như là CX-30, Mazda 3 hay CX-5. Ngoài ra, Mazda BT-50 mới còn chia sẻ khối động cơ dầu với Isuzu D-Max. Khối động cơ mới này có dung tích 1.9 lít cho công suất 148 mã lực và mô men xoắn cực đại 350 Nm đi kèm hộp số 6 cấp áp dụng cho tất cả 4 phiên bản hứa hẹn sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn. Dù được coi là một chiếc Isuzu D-Max thay Vỏ với nhiều điểm chung, tuy nhiên BT50 2021 lại được khoác lên mình lớp áo được may đo theo lối thiết kế cô đồ đẹp mắt của nhà Mazda. Cặp mắt LED vô cùng ấn tượng khiến cho phần đầu xe thực sự giống với những mẫu SUV hiện đại hơn là vẻ ngoài cục mịch phong trần của những mẫu pick-up tưởng thấy, ở bên trong khoang nội thất, BT50 2021 cũng khác với D-Max với bản tablo mang bản sắc đô như những chiếc Mazda khác. Vật liệu được sử dụng cho nội thất của BT50 cũng có chất lượng tốt. Ngoài ra, vị trí lái cũng tập trung vào tài xế hơn. Hiện chưa rõ trang bị cụ thể trên các phiên bản BT50 2021 bán tại Việt Nam, trong khi đó Mazda BT50 2021 tại Thái Lan có ghế lái chỉnh điện 8 hướng, điều hòa hai vùng. Giàn lạnh phía sau, hệ thống âm thanh giải trí 8 loa, màn hình thông tin giải trí kích cỡ 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Các đại lý cho biết Mazda BT50 2021 có thể sẽ được giao trong tay khách hàng từ tháng 7 năm 2021. Khách hàng chỉ cần đặt cọc trước 10 triệu đồng và xe có các lựa chọn màu ngoại thất như là xám nhạt, xanh, trắng hay là đỏ. Tiếp đến, xin mời anh em rời xa Việt Nam hơn một chút để đến với thị trường Đông Nam Á, khu vực mà mẫu sedan hạng D Peugeot 508 đã vừa ra mắt với nhiều điểm mới đáng chú ý. Cụ thể, Singapore là quốc gia đầu tiên trong khu vực được hãng sư tử Pháp cập nhật 508 phiên bản 2021 hoàn toàn mới. Với duy nhất một phiên bản GT cao cấp có giá bán khởi điểm từ 159.888 đô la Singapore, tương đương khoảng 2,7 tỷ Việt Nam đồng. Trên phiên bản mới này, Peugeot 508 2021 được trang bị đèn pha LED tự động điều chỉnh độ sáng, đèn hậu LED cho độ sáng thích ứng, cửa không viền sang trọng và mâm xe Hiron hai tông màu kích cỡ 18 inch ở bên trong khoang nội thất. Mẫu sedan hạng D gây ấn tượng với ghế bọc da Nappa, điều hòa tự động hai vùng có cửa gió cho hàng phía sau, vô lăng ống lồng bọc da, cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn kích cỡ 12,3 inch, hệ thống thông tin giải trí, màn hình cảm ứng kích thước 8 inch, hỗ trợ nhận dạng giọng nói, Android Auto và Apple CarPlay bộ da không dây cho smartphone, ghế sau gập 60-40, đèn nền nội thất màu xanh lam, ghế trước chỉnh điện tích hợp chức năng massage. Ngoài ra, khách hàng có thể nâng cấp thêm diện mạo của 508 với gói trang trí GT Pack, bổ sung các đầu ống xả mạ chrome. Nhiều chi tiết được làm giả sợi carbon trong cabin và trần xe màu đen. Về chuyển động, Peugeot 508-2021 tại Singapore cưỡi trên nền tảng PSA EMP2 và dùng động cơ tăng áp 1.6 lít 4 xi lanh, sản sinh công suất 181 mã lực và mô men xoắn cực đại 250 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Về an toàn, Peugeot 508-2021 được trang bị phanh đỗ điện tử tiêu chuẩn cùng nhiều tính năng như cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, kiểm soát hành trình thích ứng, giám sát điểm mù, hệ thống giám sát áp suất lốp, cảm biến đỗ xe trước sau, hỗ trợ phanh và kiểm soát ổn định. Sau Singapore, Peugeot 508 hoàn toàn mới sẽ được ra mắt thị trường Malaysia, đồng thời cùng với mẫu Peugeot 2008 SUV. Trong khi đó, nhà phân phối của thương hiệu sư tử Pháp tại Việt Nam là Taco vẫn chưa có bất kỳ động thái gì cho thấy sẽ sớm đưa 508 về nước. Còn mẫu crossover hạng B của hãng là Peugeot 2008 thì đã có màn ra mắt thị trường trong nước vô cùng ấn tượng cách đây chưa lâu với thiết kế mới vô cùng sắc sảo và danh sách trang bị rất đầy đủ mà không bị cắt bớt. Và cuối cùng, để khép lại bản tin ngày hôm nay, xe hai xin mời anh em đến với mẫu SUV full size chứa danh của những tay đam mê off-road Toyota Land Cruiser 2022 phiên bản GR Sport chuyên trị những cung đường khó nhằn. Vâng, nếu được quảng cáo, chắc chắn tôi sẽ thuyết phục Toyota sử dụng công thức. Nhà tôi ba đời sản xuất thuốc trị những cung đường khó, I make a liên hệ tôi, mua ngay sản phẩm này về dùng, đảm bảo có tác dụng. Cụ thể, để trị được những cung đường khó, Toyota Land Cruiser thế hệ mới 2022 được trang bị tính năng thích nghi địa hình với các mức thiết lập khác nhau cho hệ thống phanh, hệ thống treo và các thông số động cơ để phù hợp với từng loại địa hình cần xử lý. Ở vận tốc thấp, người lái có thể lựa chọn chế độ tự động cát, bùn và đá. Còn ở tốc độ cao, xe sẽ cung cấp các chế độ như là tự động, bụi bẩn, cát, bùn và tuyết sâu. Việc chuyển đổi giữa các cấu hình rất đơn giản, chỉ cần xoay núm xoay trên cụm điều khiển trung tâm và hệ thống sẽ tự làm phần còn lại. Ngoài ra, Land Cruiser mới cũng có hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình, giúp xe tự động tăng tốc dần dần về phía trước, để người lái chỉ việc xử lý phanh. Đi kèm với đó là tính năng Turn Assist hỗ trợ xe vào cua dễ dàng hơn với bán kính quay vòng hẹp hơn. Toyota Land Cruiser 2022 được trang bị tới 3 khóa vi sai phía trước, trung tâm và phía sau sẽ giúp xe thoát khỏi nhiều tình huống khó khăn. Người lái có thể kích hoạt bộ 3 khóa vi sai này từ các nút trên ngăn xếp trung tâm. Đồng thời, số đo của Land Cruiser mới cũng đã được cải thiện với khoảng sáng gầm xe cao hơn trước đạt mức 230mm cùng với góc tiếp cận trước 32 độ và góc thoát sau 26,5 độ. Toyota Land Cruiser thế hệ mới cưỡi trên khung gầm TNGA-F hoàn toàn mới và dùng động cơ tăng áp kép V6 3.5L, sản sinh công suất 409 mã lực và mô men xoắn cực đại 650 Nm đi kèm, tăng gần 30 mã lực và 110 Nm so với mẫu xe thế hệ tiền nhiệm. Ở một vài thị trường nhất định, Land Cruiser 2022 có thêm tùy chọn động cơ dầu diesel tăng áp V6 với dung tích 3.3 lít cho công suất khoảng 305 mã lực và mô men xoắn cực đại 700 Nm kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.